Bão hình thành tại các khu vực có áp suất cực thấp và trong suốt vòng đời của mình nó có thể tạo ra mức năng lượng tương đương 10.000 quả bom hạt nhân. Thường xảy ra vào các tháng mùa hè ở mỗi bán cầu, bão còn được gọi là gió xoáy hay lốc xoáy tùy theo khu vực. Chúng hình thành ở các vùng nước ấm trên đại dương, đó là những khu vực có nhiệt độ nước biển đạt 26,6 độ C hoặc cao hơn, tại mức độ sâu khoảng 50 mét. Bão sẽ hình thành khi có đủ độ ẩm và các cơn gió ở bề mặt gặp nhau. Khi không khí ấm tiếp xúc với bề mặt đại dương, nó sẽ bị làm nóng và dâng lên, qua đó tạo ra một vùng áp suất thấp phía dưới. Các luồng khí mới lạnh hơn sẽ nhanh chóng tràn vào để thay thế. Không khí nóng ẩm dâng lên cao rồi nguội đi sẽ tạo thành các đám mây chứa nhiều hơi nước. Được tiếp sức bởi sức nóng bề mặt đại dương và sự bốc hơi nước ở bề mặt, các dòng xoáy không khí tăng tốc rồi phát triển thành bão. Di chuyển với vận tốc khoảng 30 km một giờ, thường đi từ đông sang tây, đường kính của một cơn bão rơi vào khoảng từ 300 m đến 1.000 km. Chỉ trong khoảng một tuần, bão có thể đi được hàng nghìn km. Thang Saffir-Simpson xếp cấp độ các cơn bão từ 1 đến 5 tùy thuộc vào tốc độ gió. Một cơn bão cấp 1 có thể làm đổ cây cối và gây mất điện tạm thời, trong khi một cơn bão cấp 5 có thể tàn phá nhà cửa và gây ra những thiệt hại nghiêm trọng. Tuy nhiên, ở nơi mắt bão, tình hình thời tiết lại đủ khả quan để chim có thể bay bình thường. Một khi đã vào bờ hoặc đi vào vùng nước lạnh, bão sẽ nhanh chóng tan đi. Một số nhà khoa học tin rằng việc gia tăng số lượng và cường độ các cơn bão trong thời gian gần đây có thể là do tình trạng nóng lên toàn cầu.